Việc tàu thăm dò Luna 25 không thể hạ cánh an toàn xuống mặt trăng đã khiến uy tín công nghệ Nga suy giảm. Trong khi đó, Ấn Độ vừa lập kỳ tích trở thành quốc gia duy nhất hạ cánh thành công tàu thăm dò trên cực nam mặt trăng vào lúc 18 giờ 4 ngày 23 tháng 8 năm 2023 giờ Ấn Độ, đồng thời là quốc gia thứ tư trên thế giới cùng với Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc phóng tàu đến mặt trăng. 1,8 tấn phế liệu thay vì hạ cánh thành công. Thất bại trong kế hoạch hạ cánh lên mặt trăng là một đòn giáng mạnh không chỉ về mặt uy tín. Với giọng điệu này, các phương tiện truyền thông Đức đã đưa tin về thất bại đối với tàu thăm dò mặt trăng Luna 25 của Nga. Ấn phẩm Die Welt lưu ý rằng, sứ mệnh mặt trăng được Liên bang Nga được xem là một nhiệm vụ quan trọng trong việc tìm lại ánh hào quang thời Xô Viết. Cường quốc không gian đáng tự hào một thời, muốn chứng minh rằng bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây, họ vẫn tham gia vào các giải đấu lớn trong hành trình khám phá vũ trụ. Trong hoàn cảnh hiện nay, việc chinh phục mặt trăng sẽ không chỉ là một sứ mệnh khoa học. Vì vậy, sự thất bại của Luna 25 bây giờ càng nặng nề hơn. Tàu thăm dò mặt trăng CHANDRAYAAN-3 của Ấn Độ đã hạ cánh thành công, trong khi Luna 25 thất bại. Tờ Die Welt nhắc lại rằng, cuộc cạnh tranh giữa Liên Xô và Hoa Kỳ trong lĩnh vực các chuyến bay có người lái lên mặt trăng với phần thắng đã thuộc về người Mỹ. Và hiện tại Nga thực sự muốn dẫn trước khi việc chinh phục mặt trăng được nhiều cường quốc khởi động lại. Việc Ấn Độ phóng trạm thăm dò CHANDRAYAAN-3 vào giữa tháng 7 đã đánh thức niềm tự ái đối với Liên bang Nga khi Moscow muốn vượt lên trước New Delhi trong cuộc đổ bộ lên mặt trăng, họ đã chọn một đường bay khác nhanh hơn. Giờ đây, ngay sau thất bại của tàu Luna 25, việc Ấn Độ hạ cánh thành công chiếc CHANDRAYAAN-3 càng khoét sâu vào nỗi buồn này. Hãy nhớ lại rằng trạm mặt trăng Luna 25 của Nga đã rơi trên bề mặt vệ tinh trái đất vào ngày 19 tháng 8. Tập đoàn Roscosmos cho biết, vụ tai nạn xảy ra do động cơ của tàu vũ trụ không tắt một cách bình thường trong lần nhận lệnh cuối cùng và hoạt động trong 127 giây thay vì 84 giây theo quy định. Vào buổi bình minh của kỷ nguyên vũ trụ, Liên Xô vốn hiểu rất rõ làm thế nào một chương trình không gian thành công có thể củng cố vị thế của mình trên trường quốc gia, đã gây ấn tượng đầu tiên bằng việc phóng Sputnik, vệ tinh đầu tiên vào năm 1957. Mặc dù nó chỉ truyền đi một tín hiệu beep đơn giản, nhưng ý nghĩa của vụ phóng là rất lớn. Moscow tiếp nối bước đột phá đó với những thành tựu lịch sử liên tiếp, bao gồm việc phóng động vật đầu tiên bay vào quỹ đạo, chú chó Laika năm 1957 và đưa con người đầu tiên bay vào vũ trụ, phi hành gia Yuri Gagarin năm 1961. Khi Liên Xô đạt được thành công này, đến thành công khác trong lĩnh vực không gian, Mỹ gần như hoảng loạn. Mặc dù Washington theo sau với những thành công của riêng mình, nhưng ấn tượng ban đầu là của người Mỹ là đi sau Liên Xô về mặt công nghệ. Đó là lý do tại sao lời kêu gọi đưa phi hành gia Mỹ lên mặt trăng của Tổng thống John F. Kennedy lại gây được tiếng vang sâu sắc đối với nước Mỹ, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cả hai đảng trong Quốc hội, cũng như từ công chúng Mỹ nói chung. Tổng thống Nga Vladimir Putin là người mới nhất trong hàng ngũ lãnh đạo cố gắng sử dụng một dự án không gian thành công để phản ánh sự vĩ đại của đất nước ông. Ông Putin đã hy vọng sớm đón nhận tin vui từ cuộc hạ cánh thành công của tàu đổ bộ lên mặt trăng Luna 25 của Nga. Để có thêm hiệu quả, Tổng thống Nga đã sắp xếp thời gian cho sứ mệnh mặt trăng diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến hành trình lên mặt trăng của phương tiện đối thủ từ Ấn Độ, tàu vũ trụ Chandrayaan 3. Tuy nhiên, trục trặc kỹ thuật khiến Luna 25 thay vì đổ bộ mặt trăng lại đâm vào vệ tinh tự nhiên này. Các chương trình không gian của châu Á đang gia tăng, nổi bật nhất là Trung Quốc và Ấn Độ. Cả hai nước đều đã phát triển động cơ tên lửa đông lạnh, bệ phóng và tàu vũ trụ tinh vi. Cả hai đều vận hành một số vệ tinh để liên lạc, chụp ảnh trái đất và viễn thám, và Trung Quốc cũng có vệ tinh dẫn đường riêng. Trung Quốc cũng tự hào về chương trình du hành vũ trụ có con người, với một trạm vũ trụ đang hoạt động, trạm Thiên Cung, bao gồm cả phi hành đoàn và tàu vũ trụ vận chuyển hàng hóa. Tàu thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc, Chang'e-4, vẫn đang tích cực khám phá phía xa của mặt trăng. Ấn Độ có kế hoạch đưa các phi hành gia của mình lên quỹ đạo trái đất trong vài năm tới, trong khi Trung Quốc đã công bố kế hoạch đưa các phi hành gia của mình lên bề mặt mặt trăng vào những năm 2030. Trong quan hệ đối tác trạm vũ trụ quốc tế, ISS, Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Canada cũng tiếp tục thúc đẩy hoạt động thám hiểm không gian. Sau nhiều năm trì hoãn và chi phí vượt mức, sứ mệnh Artemis I, phóng siêu tên lửa SLS, cuối cùng đã được khởi động vào năm 2022 và NASA đã lên danh sách phi hành đoàn cho sứ mệnh Artemis II, trong đó có một phi hành gia người Canada. NASA có kế hoạch đưa con người trở lại mặt trăng trong những năm tới, điều chưa từng xảy ra kể từ chuyến hạ cánh cuối cùng của Apollo vào năm 1972. Các quốc gia này cũng tiếp tục phóng vệ tinh và các tàu vũ trụ khác,
Trong khi đó, NASA vẫn tiếp tục vận hành tàu thám hiểm trên sao Hỏa. Và một trong những bước phát triển thú vị nhất ở phương Tây là sự hợp tác giữa các công ty vũ trụ thương mại và NASA. SpaceX đã là đối tác của NASA trong nhiều năm, gửi vật tư và phi hành đoàn lên ISS. Họ cũng đang phát triển tàu đổ bộ mặt trăng cho NASA, cũng như nhóm do công ty Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos dẫn đầu. Một số công ty nhỏ hơn đang tham gia vào các hợp đồng cung cấp tàu vũ trụ và dịch vụ cho hoạt động thám hiểm mặt trăng. Điều này chứng tỏ đây là một nỗ lực không ngừng nghỉ tiến vào không gian trên nhiều mặt trận. Vòng xoáy đi xuống, Nga là một ngoại lệ. Thay vì mở rộng, chương trình không gian của nước này đã suy giảm trong vài năm. Chương trình vĩ đại một thời bắt đầu tan rã sau khi Liên Xô sụp đổ. Nhà du hành vũ trụ Sergei Krikalev bị mắc kẹt trên trạm vũ trụ Mir gần một năm vì sự sụp đổ của Liên Xô và sự hỗn loạn ngay sau đó. Chương trình không gian của họ được cho là đã được hỗ trợ rất nhiều từ Mỹ. Nước đã hỗ trợ trạm vũ trụ Mir và đưa Nga tham gia chương trình ISS với tiền mặt cho các dịch vụ và hợp đồng sản xuất các mô đun lõi cùng các thiết bị khác. Nga cũng là đối tác quan trọng trong chương trình ISS. Họ đã cung cấp dịch vụ vận chuyển phi hành đoàn và hàng hóa, bao gồm cả phi hành đoàn trong Expedition 10, trong khi tàu con thoi gặp nạn ở Colombia. Cho đến gần đây, tên lửa và tàu vũ trụ của Nga vẫn nằm trong số những loại an toàn và đáng tin cậy nhất. Nhưng hiện tại, tương lai của chương trình không gian của Nga đang bị nghi ngờ trong bối cảnh ngân sách liên tục bị cắt giảm, các cáo buộc tham nhũng và sự thiếu hụt các chuyên gia trẻ trong đội ngũ của họ. Trong những năm gần đây, Nga đã chứng kiến những thất bại của tàu vũ trụ và bệ phóng Soyuz và Progress, bao gồm cả việc hủy bỏ vụ phóng Soyuz MS-10 năm 2018, có phi hành gia người Mỹ Nick Hay trên tàu. Luna 25 là thất bại mới nhất. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.